Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 21, nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Bài tập số 1: Đánh dấu x vào ô trống trước y đúng. Hòa bình lặp lại, Đảng và Bác Hồ chủ trương phải xây dựng những nhà máy hiện đại để chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ, đưa nền sản xuất lạc hậu nên sản xuất tiên tiến, cạnh tranh với đế quốc Mỹ. Rồi đây các em biết là sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, thì miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và trở thành hậu phương lớn cho cách mạng miền Nam để góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền bắc từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ có năng suất lao động thấp đảng và chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta đó là nhà máy cơ khí hà nội như vậy ở đây game chọn là chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ tiếp theo em sang bài tập số 2 đánh dấu x vào ô vuông trước ý đúng nhất đảng và chính phủ ta quyết định xây dựng nhà máy cơ khí hà nội nhằm phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ năng suất thấp làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta tất cả các ý trên rồi em biết là để góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ có năng suất lao động thấp thì Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta, đó là nhà máy cơ khí Hà Nội. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, nhà máy cơ khí Hà Nội luôn đạt được những thành tích to lớn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rồi như vậy là Thứ nhất là phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Thứ hai là từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp. Thứ ba là làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta. Như vậy các em chọn tất cả các ý trên. Bài tập số 3, khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng. Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng nhà máy cơ khí ở Hà Nội? A là Trung Quốc, B là Liên Xô trước đây, C là Cộng hòa Liên bang Nga, và đây là Cuba Rồi các em biết là tháng 12 năm 1955 Với sự giúp đỡ của Liên Xô Nhà máy cơ khí Hà Nội Được khởi công xây dựng Trên diện tích hơn 10 vạn mét vuông Ở phía tây nam thủ đô Hà Nội Quy mô của nhà máy Vào loại lớn nhất khu vực Đông Nam Á thời bây giờ Như vậy là Liên Xô trước đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng nhà máy cơ khí ở Hà Nội. Và tập số 4. Nhà máy cơ khí Hà Nội sản xuất ra những sản phẩm nào? Những sản phẩm đó có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Rồi các em biết là nhà máy cơ khí Hà Nội đã sản xuất ra máy phay, máy tiện, máy khoan để phục vụ cho công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và không ít những sản phẩm của nhà máy đã có mặt cùng với bộ đội trên chiến trường đánh Mỹ, tiêu biểu đó là tên lửa A12. Rồi như vậy là nhà máy cơ khí Hà Nội đã sản xuất ra những máy phay, máy tiện, máy khoan, vân vân. Vai trò là phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và nhiều sản phẩm có mặt cùng bộ đội trên chiến trường đánh Mỹ tiêu biểu là tên lửa A-12. Tiếp theo các em sang bài tập số 5, vì sao nhà máy cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần? Trong quá trình phấn đấu vươn lên nhà máy cơ khí Hà Nội, luôn đạt được những thành tích to lớn góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà máy vinh dự được 9 lần đón Bác Hồ về thăm. Rồi như vậy các em có thể trả lời là nhà máy cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bắc Hồ về thăm nhiều lần bởi vì nhà máy luôn đạt được những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.